Chính thưa quý vị và các bạn, mới chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản trở về địa phương, nhưng đoàn dân tấn sinh năm 2001, ngụ tại phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên lại tiếp tục phạm tội và bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, bước đầu Tấn khai nhận do cần tiền tiêu xài nên Tấn cùng bạn chưa rõ lai lịch nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Khoảng 2 giờ sáng ngày 10 tháng 11, cả hai đến khu vực khóm Đông Thịnh Ba, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, phát hiện trong sân nhà người dân có hai chiếc xe máy hiệu Vario và Future, giá trị gần 80 triệu đồng. Tấn cùng bạn leo rào, đột nhập vào trong sân, bẻ khóa, lấy hai chiếc xe tàu thoát. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Tấn đang trên đường tìm nơi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ, cùng chiếc xe tan giật đã được Tấn thay biển số khác. Riêng đồng bọn của Tấn cùng chiếc xe còn lại, lực lượng công an đang tập trung lực lượng xác minh truy bắt.